Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stu, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay là ngày thứ 5 rồi, ngày thứ 4 thì chúng ta học 100 từ vựng đúng không? Các bạn có học hết đúng không? Mình nghĩ là các bạn không thể học hết được đâu, học khoảng lượng từ khoảng 50 từ thôi đúng không? Có một bạn nào đấy cũng có comment trên cái video của mình là nói là một ngày bạn ấy học được 200 từ cơ. Mình hơi phát hoảng. Nhưng mà có thể là có bạn ấy một ngày bạn ấy không có làm gì hết, chỉ học từ vựng thôi. Mình cũng thấy là ok mà. Mình chỉ cần ngồi học, viết từ vựng ra và nói theo từ vựng. Và sau đó thì mình ôn đi ôn lại thì một ngày mình vẫn có thể nhớ được. Nhưng mà cái quan trọng mình suy nghĩ ấy, thì các bạn có thể nhớ cái lượng từ vựng đấy từ 2 đến 3 ngày. Nhưng mà nếu như ngày thứ 4, thứ 5 mà các bạn không ôn lại thì các bạn sẽ quên sạch luôn, chỉ nhớ được mang máng một cái từ đấy thôi. Việc để nhớ từ vựng ấy, khi mà các bạn nhồi từ trong một khoảng thời gian ngắn thì khiến các bạn sẽ nhớ. Mình chắc chắn là sẽ nhớ rồi đúng không? Và các bạn cũng biết là khi mà mới học một cái gì đó thì các bạn sẽ nhớ. Ví dụ như là kể cả học sử này, học địa này, hay là học những cái môn mà học thuộc ấy, các bạn lúc mà mới các bạn học xong ấy, các bạn đang ngồi học thuộc vách, sau đó các bạn đóng cái vở lại, sau đó các bạn ngồi im, các bạn đọc lại những cái gì mà trong vở của các bạn, từng mục. Sau đó các bạn đi đâu đó, đi ra ngoài uống nước chẳng hạn, xong rồi đi qua xem phim hoạt hình chẳng hạn, ngó đi ngó lại, xong các bạn quay lại. Ôi trời ơi, bắt đầu bằng cái gì nhỉ? Các bạn sẽ quên, các bạn chỉ nhớ ý thôi, không thể nhớ hết được. Sau đó các bạn lại ngồi học. Đó là những thứ mà nó vào ký ức tạm thời của các bạn ấy. Để nhớ lâu được thì các bạn phải ôn đi ôn lại rất là nhiều. Đó là lý do tại sao những cái bạn học giỏi ấy, các bạn để có cái phương pháp học là mind map với các bạn, hoặc là những cái ôn đi ôn lại nhiều lần thì nó sẽ nhớ, hoặc là làm đi làm lại nhiều lần. Để học giỏi các môn tự nhiên ấy thì các bạn phải làm bài tập rất là nhiều. Và để giỏi những cái môn tiếng Anh hay là ngoại ngữ ấy, thì học từ vựng và phải luyện tập. Mình kể cho các bạn nghe nhá, hồi mình mới học tiếng Anh ấy, mình hay mở YouTube lên để cách học tiếng Anh như thế nào cho tốt. Xong rồi hồi đấy thì mình cũng thấy mọi người là ghi vào giấy nốt xong rồi dính trên tường. Có nhiều người là học trên app điện thoại. Nhưng mà đối với mình ấy, về học trên điện thoại và trên giấy nốt, hoặc là các bạn ghi chú ở trên giấy nháp của các bạn ấy, các bạn phải kết hợp tất cả lại thì nó mới tốt lên được. Ví dụ như là các bạn học writing ấy, mà các bạn không viết mà các bạn chỉ bấm điện thoại thôi ấy, và các bạn nốt trên điện thoại, cái này cũng khá là ổn. Nhưng mà về việc mà các bạn học viết thì các bạn viết lên giấy nhiều hơn, hoặc viết trên laptop ấy, nó sẽ quen hơn. Còn nếu mà việc muốn nghe tốt hoặc là dịch tốt ấy thì các bạn phải nghe, phải nói. Muốn giao tiếp giỏi thì phải nói, giao tiếp giỏi thì phải học cả ngữ pháp, cả từ vựng nữa. Bởi vì mình thấy ấy, lúc mà mình viết văn ấy thì mình phải học có vốn từ vựng nhiều. Bởi vì một cái câu đó cũng một cái từ đó, nhưng mà các bạn phải học một cái từ khác, có nghĩa là nó là một cái từ cùng nghĩa các bạn. Có nghĩa là hai từ nhưng nó cùng một nghĩa thì các bạn phải học. Ví dụ như là khi mà vận dụng vào trong cái bài mà các bạn viết ấy, ví dụ như là các bạn đã viết từ đó rồi, câu thứ hai thì các bạn sẽ phải dùng một từ khác thay thế cho cái từ đó. Bởi vì khi mà lặp nghĩa nhiều ấy thì cái bài viết của bạn nó sẽ không có ổn. Ngày trước thì mình cũng viết không quá là giỏi đâu, mình viết ngữ pháp sai tè le tè lua. Mình hồi mà mình học cấp 3, mình học ngữ pháp nhiều, mình nói thật là học ngữ pháp rất là nhiều. Sau khoảng thời gian đó thì mình lại bỏ bê rồi. Lúc mà mình lên đại học ấy thì lại không học ngữ pháp nhiều, mình lại nghe nhiều. Mình cứ suốt ngày mở CNN với cả BBC mình nghe, nhiều lúc mình nghe mình cũng không hiểu gì hết các bạn ạ. Xong rồi sau đấy thì mọi người khuyên là mình nên tắm ngôn ngữ. Thì mình cũng tắm ngôn ngữ là mình nghe nhiều, xong rồi nhiều lúc mình cũng không hiểu. Sau này ấy, khi mà mình vừa nghe ấy, và mình suy cho cùng ấy, để có thể là giao tiếp lưu loát thì các bạn có thể luyện tập. Nghe thì các bạn cũng phải luyện tập, viết thì các bạn cũng phải luyện tập, và đọc cũng phải luyện tập. Nhưng để luyện tập được 4 kỹ năng đấy thì các bạn phải có từ vựng đúng không? Phải có từ vựng trước đã, các bạn phải có vốn từ. Sau khi có vốn từ rồi các bạn nâng cao đến kỹ năng ngữ pháp, rồi câu, rồi các bạn xem phim nhiều, các bạn lưu loát về cái phần nói của các bạn. Đọc thì các bạn phải đọc rất là nhiều. Bởi vì ấy, mình muốn giỏi tiếng Anh, bởi vì khi mà mình đọc cái cuốn sách tiếng Anh mình có thể hiểu được ý nghĩa nội dung. Bởi vì khi mà một người dịch, người ta dịch ra thì người ta sẽ dịch theo như cái cảm quan hoặc là cảm thụ của người ta về cái cuốn sách đấy thôi, chứ không có thể hiểu hết được. Nên cái đó là cái lý do khi mà các bạn học văn ấy, sợ nhất vào lúc mà khi mà mình phân tích văn, phân tích thơ, đoạn văn đấy các bạn, thì nó sẽ có những cái cảm xúc khác nhau. Ví dụ như là một lớp của các bạn có 42 bạn mà đề thi ra một cái phân tích một cái đoạn thơ nào đấy, thì 42 bài ấy sẽ có những cái cảm nhận, cảm thụ hay là phân tích khác nhau. Nên là cô giáo ấy, khi mà chấm bài chắc mình nghĩ là cần khoảng thời gian yên tĩnh để có thể ngồi chấm bài cho các bạn, đúng không? Bởi vì chắc cũng phải sang chấn tâm lý, đọc rất là nhiều người chữ đẹp, nhiều người chữ xấu. Thế là đấy, các bạn thấy ấy, chỉ cần phân tích một cái đoạn thơ, đoạn văn thôi cũng đã thấy là 42 con người cảm nghĩ và cảm xúc khác nhau, cái quan điểm khác nhau rồi. Nên là cái quyển sách tiếng Anh ấy, một người tác giả người Việt dịch ra thì cũng sẽ... tác giả vẫn mang trong mình những cảm nhận, những cái suy nghĩ về cái cuốn sách đấy. Có nghĩa là hầu hết cảm nhận của tác giả về cuốn sách đấy rất là nhiều. Nhưng mà tất nhiên là tác giả vẫn dịch như gần nghĩa của cuốn sách tiếng Anh đấy, để giúp cho người đọc dễ hiểu hơn về cuốn sách tiếng Anh đấy. Nhưng mà nếu như mà các bạn đã đọc qua bản dịch Việt rồi mà sau này các bạn viết về tiếng Anh chẳng hạn, hoặc là rất là cừ, đúng không? Thì các bạn thử đọc lại cái quyển sách tiếng Anh đấy theo bản Anh luôn ấy, hoặc bản Anh luôn ấy, có nghĩa là bản gốc của nó ấy nha các bạn. Thì các bạn thử để cảm nhận thử, xem thử là các bạn có giống như là suy nghĩ của tác giả hay là cảm nhận của tác giả hay không. Nhưng mà đối với một con người như mình ấy, hay suy nghĩ lung tung ấy, và một con người suy nghĩ hơi sâu xa một chút ấy, khi mà mình đọc xong ấy, mình hay kiểu như là suy nghĩ lại cái nội dung của nó ấy. Và các bạn không thể học hết toàn bộ tiếng Anh được. Ngày trước ấy, mỗi lần mà mình học tiếng Anh xong ấy, mọi người về mình bảo ôi trời ơi, giỏi tiếng Anh thế này rồi thì làm gì cũng được. Đối với mình ấy, mình nói là mình chỉ học là tiếng Anh thương mại thôi, có nghĩa là tiếng Anh của mình thiên về kinh tế, nên là cái từ vựng của mình nó về kinh tế nhiều. Ví dụ như là về kinh tế này, những cái từ mà liên quan đến chứng từ hay là liên quan đến kinh tế thì mình biết được nhiều hơn. Còn ngoài ra những cái từ mà chuyên ngành về kế toán này, về y khoa này, hay là những cái chuyên ngành nghiên cứu riêng về thực động vật, hay là có rất là nhiều thứ khác ấy, thì mình không có thể hiểu rõ được nha các bạn. Tiếng Anh của chúng mình ấy là học tiếng Anh thông dụng thôi. Còn sau này khi mà các bạn học biên viên dịch về một cái lĩnh vực chuyên môn nào đấy thì các bạn nghiên cứu thêm, hoặc là các bạn làm tiếng Anh, hoặc là các bạn học tiếng Anh ấy, hoặc là làm một lĩnh vực nào đó cụ thể, các bạn sẽ biết nhiều từ tiếng Anh đó hơn. Sau này thì mình có học bên mảng vận chuyển nữa, thì tiếng Anh bên mảng vận chuyển nó cũng sẽ có cái nghĩa khác. Thế nên là ở mỗi một cái lĩnh vực ấy nó sẽ có tiếng Anh chuyên ngành nữa. Còn cái tiếng Anh ở đây mình đang học đó là tiếng Anh thông dụng thôi, những cái từ mà các bạn có thể sử dụng cơ bản hàng ngày giao tiếp, các bạn có thể viết được. Sau này thì các bạn giỏi ấy, thì các bạn có thể nâng cấp tiếng Anh của mình lên cho cừ. Hoặc là những bạn nào mà học y khoa ấy, mình thấy các bạn hầu hết là học tiếng Anh rất là giỏi, bởi vì các bạn phải nghiên cứu những tài liệu nước ngoài. Hoặc là những bạn học công nghệ thông tin ấy, các bạn học tiếng Anh công nghệ thông tin để nghiên cứu về lập trình và học viết code. Cái này bên công nghệ thông tin thì mình không biết đâu nhé. Hầu hết là mình thấy là mấy cái bạn mà nghiên cứu nhiều ấy thì học tiếng Anh khá là giỏi, bởi vì các bạn ấy phải lấy cái tài liệu nước ngoài để nghiên cứu ấy, bởi vì những cái tài liệu đấy có rất là nhiều cái kiến thức tốt. Bạn nào nghiên cứu thì học giỏi tiếng Anh đấy nhé. Tại thì mình đang trau dồi kiến thức và từ vựng về kinh tế nhiều hơn, bởi vì thực ra thì bản chất của con người của mình đó là học tự nhiên, nên là nó vẫn mang bản chất logic và nó hơi kiểu hơi hướng tính toán một chút ấy. Mình vẫn thích về kinh tế hơn, nên là mình vẫn sẽ học tiếng Anh và có một chút kinh tế ở trong đấy. Sau này thì không biết là mình có nghiên cứu gì hay không, thì mình nghĩ là có thể là mình không nghiên cứu đâu, nhưng mà mình sẽ vẫn nâng cao và học tiếp những cái từ vựng tiếng Anh và nâng cao kiến thức tiếng Anh của mình nhiều hơn. Và các bạn cũng vậy nhé. Hiện tại thì các bạn đang là học sinh thì các bạn học tiếng Anh thông dụng thôi, các bạn có thể giao tiếp hoặc là sử dụng hàng ngày, có thể đọc những cái đoạn văn đơn giản. Hoặc là những bạn nào thích đọc sách ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên học tiếng Anh, bởi vì đọc sách tiếng Anh ấy đó rất là hay nha. Bây giờ mình nghĩ là mình có mấy quyển sách tiếng Anh mà mình quăng còn chưa thèm đọc xong nữa, và mình khá là bận đấy. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình hy vọng rằng là các bạn hãy theo đuổi cái hành trình của mình. Không phải là 21 ngày đâu, mà là rất rất là dài nữa. Bởi vì 21 ngày ấy nó chỉ là cái quãng thời gian để các bạn luyện tập thói quen thôi. Còn sau 21 ngày các bạn vẫn phải học liên tục như vậy. Mỗi ngày thì các bạn sẽ dành ra 15-30 phút thôi, không quá nhiều của các bạn đâu. Cứ ôn tập lại những gì mà mình đã học, xong học thêm một chút cái mới là rất là ổn rồi. Ok không? Bữa nay thì mình chỉ viết về từ vựng thôi, mình cũng không có quá là nhiều khiến cho các bạn áp lực ấy. Câu chuyện của mình thì mình là người trải qua rồi, nên là mình muốn chia sẻ lại cho các bạn những cái thứ mà mình có thôi ấy. Và hy vọng rằng là các bạn còn trẻ và các bạn hãy cố gắng và có động lực một chút, bởi vì sau này ấy, khi các bạn lớn hơn một tuổi, các bạn cảm thấy là các bạn chưa có gì. Các bạn bây giờ các bạn có thể cảm thấy rồi ấy, cứ lên một tuổi, ôi sao mình chưa có gì mà người ta có gì rồi. Đừng có so sánh mình với người ta nha. Đừng có bao giờ so sánh, chỉ là nghĩ để bản thân mình cố hơn thôi, có nghĩa là tốt hơn bản thân mình ngày xưa thôi nha. Và đừng có suy nghĩ quá là tiêu cực, hãy suy nghĩ tích cực lên. Con thấy là mỗi ngày mình thay đổi một chút là được rồi. Nhớ nha, nhớ like, subscribe để ủng hộ channel mình nhé. Nhớ đợi ngày thứ 6 là chúng ta cũng lại học từ vựng đấy. Cảm ơn mọi người.